Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay nói chuyện với mọi người về cái theo dõi cái sức khỏe của con chó của chúng ta qua cái nhìn cái phân của chúng nó. Bởi vì sao? Bởi vì là mấy ngày hôm nay thì thời tiết nó thay đổi ấy, thì chó nó kém ăn, rất nhiều con nó kém ăn siro lên, thì thành ra là các chủ thì lại sốt ruột, lại thường là thay đổi cái chế độ ăn cho chó để cho nó ham ăn hơn. Và thay đổi cái chế độ ăn thì nếu mà nó mà hợp lý thì nó không sao, nhưng nó không hợp lý thì nó sẽ làm cho con chó thường thường là mọi người sẽ tăng cái lượng thịt lên. Và trong cái trường hợp như vậy ấy, thì nếu mà cái lượng thịt mà nó nhiều quá, nó sẽ làm cho con chó của chúng ta nó không tiêu hóa được hết, nó ra phát sinh ra đi ngoài, rồi đi ngoài ra máu, rồi rất nhiều các cái thể loại khác. Thành ra là mình làm cái video này hướng dẫn mọi người, chia sẻ với mọi người thì đúng hơn, để làm sao để mà các con chó mọi người thấy là các cái con chó của nhà mình ấy, nó ăn nó chẳng chê bữa nào cả, và nó ăn rất là khỏe, nó ăn bao nhiêu cũng hết. Và khi mà nó khỏe như thế thì cộng với lại cái chế độ dinh dưỡng và bổ sung phù hợp với thì lông chúng nó rất là bóng, và con chó nó rất là vui vẻ. Thì về cái theo dõi cái sức khỏe của con chó mà qua cái nhìn phân của chúng nó ấy, thì nó có một cái câu chuyện vui là những cái người mà con chó nó đang bị đi ngoài ấy, mà khi mà con chó mà hỏi thăm nhau xem cái sức khỏe của con chó như thế nào, thì qua cái câu hỏi qua hay nói một cái câu ngắn gọn là hôm nay phân đã ngon chưa em? Hôm nay phân đã ngon chưa em? Ý là phân nó đã khuôn, nó đã đẹp, màu nó đã hợp chuẩn chưa? Nó đã chuẩn chưa? Thì cái câu trả lời là hôm nay phân ngon lắm rồi anh ạ. Đấy, thì đấy là một cái chuyện mà rất là hài nghe. Nếu mà mọi người mà không nuôi chó thì mọi người nghe nó nghe nó rất là hài. Bởi vì là phân mà để hỏi có ngon không, nhưng mà đấy là cái câu chuyện là khi mà người ta quan tâm đến sức khỏe của con chó thì người ta sẽ theo dõi qua cái phân của nó. Để mà chúng nó khỏe thì là cái phân của nó phải khuôn đẹp, màu nó phải chuẩn. Màu chuẩn ở đây là gì? Cái màu tốt nhất là màu nâu, phân khuôn màu nâu hoặc là màu hơi vàng. Có thể từ nâu xám, nâu hơi phớt đen đến nâu hơi đến nâu vàng. Còn nếu mà trong cái trường hợp mà cái con chó mà phân nó vàng quá ấy, thì tức là nó bị thừa tinh bột mọi người nhé, nó hơi thiếu đạm, mọi người sẽ tăng lên. Nếu mà nó vàng quá tức là nó hơi thiếu đạm. Nếu mà nó sẫm màu quá, nó đen quá, nó đen, nó chuyển sang cái màu đen rồi, tức là nó bị thừa đạm, nó không tiêu hóa hết được. Một trong cái trường hợp phân đen là cái trường hợp rất là nguy hiểm, cho nên mình sẽ nói cái trường hợp phân đen này. Cái phân đen ấy là dù nó có khuôn hay là nó không khuôn, nó chưa đến mức là bị đi ngoài, nhưng mà nó không khuôn thì nó đều có một cái giống nhau là gì? Tức là khi mà con chó nó phân đen, tức là cái cơ thể của nó không thể tiêu hóa được hết đạm, và nó có một cái gì ấy? Phân đen tức là nó có một cái lượng đạm con chó nó không tiêu hóa hết được, nó bị thừa. Lên này ngồi, lên ghế ngồi, yên để anh nói chuyện nào. Phá đám là như thế nào? Lên đây. Phân đen là khi mà con chó nó không tiêu hóa được hết đạm, nó có một cái lượng đạm nó bị thừa thì nó ra phân đen. Thành ra là chúng ta sẽ một là phải giảm lượng đạm, có thể có cách nếu mà chúng ta cho nó ăn quá nhiều thịt hoặc là nội tạng, chúng ta giảm cái lượng nó đi. Hai là chúng ta tăng cái phần độn lên, tức là chúng ta tăng, có thể là ai cho ăn rau thì, lẫn cái cơm thì tăng cơm hoặc tăng rau đấy, hoặc là giảm lượng đạm. Đấy là có hai cái để mà chúng ta điều chỉnh cái chế độ ăn khi mà con chó nó ra phân đen. Còn một số loại hạt đấy thì cái đạm của nó trong đấy nó hơi khó tiêu một chút, hoặc là khi con chó nó yếu người hoặc là cái đạm ở trong đấy nó khó tiêu thì chúng ta cho nó ăn nhiều quá là nó cũng ra phân đen, hoặc là cái lượng đạm mà trong cái hạt nó quá nhiều. Cái tức là cái một cái khi mà mọi người cho ăn hạt đấy thì một cái bài
một cái loại hạt mà cái tỷ lệ các cái dinh dưỡng ở trong cái hạt đấy mà nó hợp lý thì chúng ta cho nhiều lên, phân nó cũng không đổi màu đâu. Nó sẽ chỉ có là da là nó ăn nhiều quá thì nó không có khuôn được, bởi vì là cái dạ dày nó bị kích, nó bị giãn nở ra mà nó không tiêu hóa tốt được như bình thường. Nhưng nếu mà trong cái trường hợp những cái loại mà nó dùng cái có thể là cái đạm nó khó tiêu hoặc là cái lượng đạm nó quá nhiều trên cái tỷ lệ của cái hạt đấy thì khi nó không tiêu hết thì nó sẽ da đen, nó thừa đạm, da đen, kể cả ăn hạt nữa mọi người nhé. Còn bình thường là cái da phân đen là hay là rơi vào cái trường hợp ăn thịt, ăn cơm thịt, thì khi ấy mọi người sẽ tăng cái lượng độn lên, tức là tăng cơm, tăng rau, giảm cái lượng hoặc giảm lượng thịt, lượng đạm đi. Bởi vì sao cái phân đen nó nguy hiểm? Bởi vì là nếu một phân đen nó kéo dài nó chỉ 2 ngày 3 ngày thôi, nó sẽ chuyển sang từ đen khuôn chuyển sang đen lỏng. Đen lỏng thì nó sẽ thường kèm với lại xuất huyết ruột, nó nạo đường ruột của con chó các bạn. Và khi mà nó ra đen lỏng thì chữa nó sẽ lại mất mấy ngày, mà nó còn phải biết cách chữa nữa, chứ nếu không là nó phát sinh, nó có thể nguy hiểm với cho con, nó có thể tử vong, chứ nó không phải chuyện đơn giản, nó kiệt sức dần. Bởi vì như thế là nó rất là hại đường ruột, mọi người có thể tưởng tượng như thế. Thành ra là nhân tiện hôm nay là có mấy bạn hỏi về cái chuyện cái con chó nó bị đi ngoài phân đen, thì chia sẻ với mọi người như thế, nói một lần thôi. Mọi người chúng ta lưu ý là nếu mà thấy nó màu đen ấy, một giảm lượng thịt, hai là tăng lượng độ, có hai lựa chọn nhé, hoặc là làm đồng thời cả hai cái để điều tiết làm sao để cho phân của con chó nó sẽ ở trong cái đoạn là gọi là phân đẹp, là nó là một là nó là phân khuôn, hai nữa là màu của nó sẽ ở trong cái khoảng màu nâu, từ nâu sẫm, tức là nâu gần đen vẫn ok, vẫn là tốt nhé, đến màu nâu vàng. Còn nếu mà đến màu vàng thì tất nhiên là nó cũng là ok rồi, nhưng mà đấy là nó thể hiện là nó bị thiếu đạm. Màu nâu thì là hài hòa mọi thứ, thì chia sẻ với mọi người như thế. Còn tại sao hôm nay mấy đứa chúng nó ồn ào là bởi vì là vừa chủ vừa mua được cái chủ nho ủng hộ em gái bán nho, gọi là em gái bán nho, phải gọi là cô bán nho, em gái bán nho lên siro lên, phát hiện ra một điều là chúng nó rất là thích ăn cái này, rất thích ăn nho. Chờ anh ăn mấy quả đã, ngồi yên đấy, ngồi yên nhá. Làm video còn quay không? Vẫn nằm quay 8 phút thôi. Pila ra đây hay nào? Pila nào? Để anh ngồi vào một bên này. Pila lên trên này. Mà xì xích ra đây. Không, Pila lên đây ngồi. Mini ngồi bên cạnh. Ngồi xếp vào ngồi yên. Phát quả. Chủ ăn nho ở trên cành. Chó ăn nho luôn. Ăn vặt này thì mọi người có thể cho chúng nó ăn các loại hoa quả ok. Mọi người sẽ cho ăn vừa phải thôi. Cho ăn nhiều quá để cho chúng nó kèm một tí đi ạ. Để anh em ăn 5 quả nữa rồi chúng ta sẽ ăn nhá. Nhá. Ngồi yên đi, chờ anh một tí. Nào. Lau mặt đã nào. Cho xinh gái pha. Yên ngồi yên. Xin lỗi. Chẳng chịu liếm mặt cho nhau thì cả thay đổi thời tiết là bụi trong không khí nó bụi nó rất là cao. Siro ngồi yên đấy. Ngồi yên. Ngồi xuống. Ngồi. Rồi ok. Phát quà nhá. Mi này. Siro này. Chạy đâu? Ủa còn dở hơi. Merci. Pila. Bởi vì Siro chạy đi cho nên Siro sẽ bị mất phần một lượt. Siro lên ghế ngồi.
lên ghế ngồi. Siro, Messi lại nhường chỗ cho con này. Siro lên, ngồi gọn vào đây. Silan ngồi xích vào đây, nằm đấy hả? Messi lên, Messi lên trên ngồi, ở bên dưới thì không được ăn mì. Pila, Siro, thế Messi có lên ghế không? Messi lên đây, lên Messi lên đây, rồi ngồi đấy. Messi, Siro lên ghế. Mẹ cứ nhường con này. Yumi, Pila, Messi, Siro phải chơi cái bài này đi bạn. Siro, Siro với lại chị Yumi ăn chung. Pila, Messi, Siro. Sắp hết rụng vào đấy. Mấy đứa chỉ ăn rụng thôi. Còn ở trên cành là phải để phần của anh, chứ không ăn. Thế là tốn tiền lắm, nghe chưa? Ăn này nó tốn tiền lắm. Nhìn chăm chú. Vì là Melsi, Melsi, Melsi. Vì là chảy khối nhỉ? Bảo nó si là nó si chứ, để con chanh cối ra đấy mà định chanh của nó anh bụp chứ, chứ vẩn mì. Siro, Messi, Pila, gọi những tên thì mới được lắng nghe vào, nhưng mà không anh bụp chứ, không phải chuyện đùa đâu.